nắng thì dội đốt thế này mà tái đương lái thì không có mua, thôi đành cố cứu vãn đấy, mua từng cái mảnh lưới đen đây, che được quả nào thì cứu quả đấy thôi, chứ còn bây giờ nắng này đấy nó không dám thì mình cũng bị dám người. Thì thấy đấy đi ra nhìn chỉ trông vườn dứa mà nỗ nòng nỗ ruột. Mua thêm bạt vải rồi dùng cả lá cây để chống nắng cho dứa. Thông thường làm cả một năm trong ngày gặt hái, thì giờ đây nghịch lý là bà con lại mong hãm lại thời gian thu hoạch. Thế nhưng nỗ lực đến mấy, dứa vẫn chín rộ khắp nông trường. Sáng hôm nay mới cắt được 150. Con gái lớn của tôi nó làm ở dưới khu Bắc Thăng Long, lai xuống đấy mà đi từ 6 giờ kém 15. Đấy, dậy là từ lúc 4 rưỡi. Nhà ít thì có chừng trên dưới 1 hecta, nhà nhiều thì từ 3 tới 5 hecta. Không có thương lái thu mua, nhiều người ngược xuôi bán lẻ. Ngay cả khi xoay sở để bán lẻ được phần dứa ít ỏi chưa hư hỏng, thì việc giá thành thấp hơn mọi năm càng khiến người nông dân gặp khó. Một hecta với trồng một vạn dứa. Vạn dứa thì tương đương người ta sẽ thu 5.000 đồng trên một quả dứa. Nhưng năm nay tính chi phí là người ta chỉ bán được 3.000 đồng, coi như là không có lợi, không có mà lỗ. Không chỉ dứa, nhiều mặt hàng nông sản khác cũng đang bị tồn đọng. Những năm trước đây, khi không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì đầu ra nông sản ở đây chỉ phụ thuộc vào thương lái và bán lẻ tại các chợ tạm, mà không thể vào đầu mối lớn như siêu thị hay các nhà máy. Chúng tôi cũng đang tính toán để lo cho bà con trong cái việc chứng nhận sản phẩm đấy là những cái sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ thì sẽ được tiêu thụ nhiều hơn và được đưa vào các cái siêu thị và các cái trung tâm thương mại lớn hơn. Thường những quả dứa này sẽ được thu hoạch khi quả bắt đầu ngả vàng, nhưng nay cả cánh đồng đã chín đỏ. Khó khăn về đầu ra trong việc tiêu thụ quả dứa trong mùa dịch năm nay càng đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm giải quyết bài toán về thị trường giúp người nông dân.